Xin chào mọi người đã đến với livestream của server Thiên Long tuổi thơ nhá. Hôm nay là em sẽ có code livestream cho những ai chưa nhập code từ ngày hôm trước khi mà anh Hùng Chuối live nhá. Trong code livestream sẽ bao gồm 5 bí ngân 1 và 5 vải bông cấp 1 cho mọi người chế đồ nhá. Giờ em sẽ nhập code xem. Đây, có nguyên liệu chế đồ. Server sẽ chế bằng tinh chế và tinh công. Học tại NPC Chu Phong, tại Tô Châu nha mọi người. Bạc Dương mới sợ. Giờ em đi đầm ngọc. Ngoài code livestream ra thì anh em khi tham gia trong server nhớ nhập code Lam Tin nhé. Em chào anh Vũ Anh nhở. Việt ơi, nạp thẻ 100k ATM nhận được 1.333 kim với ngày thường nhá. Khuyến mại 20% thì con số đó lên tới 1.600 kim. Mọi người có thắc mắc gì về server cũng như là có vấn đề gì thì mọi người hỏi em nha. Giờ em sẽ đi nhận mốc. Nhạc nghe hay quá nhỉ. Em chào anh Quân. Em nạp được 13.000 kim thì em sẽ nhận được mốc đầu tiên. 10 sơ cấp hợp thành phù. Chạy lẹ đi lên ngọc còn đi ác tặc. Sắp có ác tặc đấy mọi người. Hello anh Dũng nha. Server đông nha anh ơi. Có anh em nào có thông tin từ hôm trước nhỉ? Hôm trước thì em không để ý like quá. Trước hết là em sẽ quick shop ngọc 2 nhỉ. Em sẽ lên full thể và full nội trước. Con nhà nghèo. Đó. Nhìn sơ qua ở chỗ Đức Hàm Ngọc là mọi người thấy cũng đông vui rồi đúng không nhỉ? Đây là một bản game cổ chín phái nha mọi người. Tuy là cổ nhưng mà server tuổi thơ có nét chấm phá mới, đó là mọi người có thể chế ra đồ full nhỉ. Đồ full random dòng từ 4 đến 6 sao, 4 đến 7 sao nhỉ. Chả biết là cần bao nhiêu viên cứ hợp vừa. Ghét nhất là tính toán. Em chào anh Đặng Toán nha. Là 10k Kim Nguyên bảo được mới sơ cấp tiêu 1k kim được 5 cái nữa lên được 15 viên 3 rồi. Em mới có cấp 30 anh ạ. Em đang cần kéo đây. Hy vọng mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ khi tham gia tại server tuổi thơ nhá. Nãy giờ em đang phải gồng tại vì là ban đầu em không tính là live tuổi thơ ngày hôm nay á. Phải gồng để cho không có nhầm tên server. Em còn mua thêm cơ. Em còn mua thêm 20 cái sơ cấp. Mua với giá 150 kim. Ông anh em bán, mọi người mua thì có thể hỏi info của em nha. Thôi cứ mua đục lỗ nhỉ. Server thì mắc ngọc 4 và bán ngọc 2 tại shop. Drop ngọc 1 nha mọi người. Ngọc 2 được bán với giá 50 kim một viên. Quá. À đây, khảm đây. Mua khảm nữa. Đục lỗ này. Khi mà nhập cốt loan tin thì người chơi sẽ nhận được xét đồ tân thủ. Đây, có thể khảm đồ vào luôn. Em cứ khảm mấy viên nội vào cái đã. Thừa thiếu đâu tính sau. Bây giờ là 8:53, lẹ lẹ còn đi ác tặc. Cảm hứng lắm à. Nhờ công nhận ảo. Em nghe nói là sáng nay sơ cấp có giá 350 kim. Nhưng mà tới bây giờ thì còn có 150 kim. Bão hòa rồi. Anh em dân cày chịu khó cắn máu một tí á, là có thể ăn được boss.
và làm được những điều không thể nhé, không tưởng. Cho ít ngọc ba vào cho nó uy tín. Mọi người nhớ nhận thưởng tăng cấp ở góc bên phải màn hình nhé. Khảm đúng không nhỉ? Phải khảm 3x. Có cái có cái ám khí thì sẽ không phải thay nhiều. Mong nhà phát hành ra thêm mộ dung nữa cho trọn vẹn. Ngọc thấp như này ra mộ dung lại bá quá anh ạ. Anh có thể chơi những phái khác nhá. Ví dụ như làm cái bang Minh Giáo Thiếu Lâm, nói chung là những phái tay ngắn á thì đều có được sự hậu thuẫn từ nhà phát hành, có nghĩa là như em thấy là những cái kỹ năng boost speed á, tăng tốc á đều được rút ngắn thời gian hồi đó. Em chào anh Phạm Lê Huy nha. Em chào anh CC. Em thả ít code cho mọi người nhé. Ai mà chưa nhập code livestream thì mọi người thử thử vận may coi. Em ở đây là có 9 code, code có vài bông bí ngân á. Em chào anh Vũ Công nha. Nạp 200k hiện tại là được 3.200 kim anh ạ, tại vì là đang có khuyến mạnh nha. Thôi từ 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 từ. Khám xong cái này đã. Nhanh cái tay. Live sát giờ quá. Ác tặc. Mọi người chuẩn bị lập PT đi, ác tặc đi kìa. Server mới là tranh nhau ác tặc. Kinh khủng lắm đây. Đố mọi người biết là PT em chút nữa là sẽ đi ác tặc ở map nào nhé. Trời, mệt quá. Năm mươi kim một viên, click như là nhà giàu ấy. Tám giờ năm sáu, Ki đứng ngay cạnh rồi, đến giờ là lôi cổ đi luôn. À, còn cái Uyển nữa nhở? Nhanh tay nhanh tay, còn cái Hạng Liên nữa. Em đang chạy đua với thời gian á. Ok. Thế cứ hợp tiếp. Bây giờ giá cả đã phải chăng hơn rồi, mọi người vào làm nick là vừa ấy. Nhưng mà server kinh nghiệm X1 nha, mọi người vào càng sớm càng tốt nha, không thì mình có thể đợi đến khi nào mà có nick bán lại cũng được. Quá trời ngọc luôn. Em thì thích lên ngọc 3 ấy, chứ ngọc 2 lại phải tháo ra tháo vô mệt lắm. Mọi người check code xem đã nhập hết chưa nha. Kia rồi, lên ngựa rồi đấy. Hello anh Nam nha. Trả Linh thì ai ạ? À? Ở bên em thấy ở bên một server là có Ái Linh fake á. Con cười. Thực ra là cái tên này nó cũng dễ thương ấy, không phải là fake hay là gì, nhưng mà kiểu đặt y hệt luôn ý, ngại ghê cơ. Bây giờ 8 giờ 58. Làm thêm hai viên thể nữa đó. Mọi người cứ lên ngọc sớm ý thì trải nghiệm chơi game mọi người sẽ thoải mái hơn. Nói không phải là xui đâu nha. Tại vì là nó thoải mái thật. Với cả là ngọc này không đáng là bao nhiêu ấy. Lên tivi quá trời luôn. Không, cái này không được. Ai bảo sát giờ mới đi khảm ngọc cơ. Cười thật đấy.
hình như là dư rồi sao ấy. Còn mỗi cái hạng liên chưa ấy thôi. Đến giờ là anh kéo em đi đi. Đừng bảo đừng em canh giờ không tốt đâu. Lại khoan thất bại quá tử heo. Đen. Đi anh ơi, đi 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 đi. Thế này rồi. Đi 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 đi. Đi càng sớm thì càng được nhiều á, 59 rồi. Em lên được 26.000 máu với cả là 4k7 nội. Chơi bản cổ ấy, vậy nên là chỉ số kiểu mini dễ thương. Code livestream ạ. Để em thả code bên bộ phát khi nhá. Em sẽ có... Từ 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 từ. Em thả luôn 20 code nha. Còn đâu những ai mà không có code ở trên stream thì mọi người inbox fanpage Thiên Long Tuổi Thơ nhá. Đó, em vừa thả code ở bên hội phát khí mì Thiên Long Bát Bộ có 20 code livestream cho những ai mà chưa cho những ai mà chưa có code từ hôm qua nha. Code này là mỗi người mỗi app nhập một lần nha mọi người, bao gồm là 5 vải bông 1 và 5 bí ngăn 1. Có người vừa nhập rồi kìa. Mọi người cứ inbox fanpage là có thôi. Code nhập hết rồi, tại vì là anh em nhập hết rồi á. Nếu mà mình không có thì mình inbox fanpage nhanh. Code thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên thì code em giữ thì ít thôi, không có dư. Đầu tài luôn á. Đó. Server mới open. Từ từ để em nhớ. Server mới open 8 giờ tối ngày hôm qua, vậy nên là mọi người có thể thấy là ở trên cái kênh chat là rất là nhộn nhịp luôn. Đang diễn ra sự kiện đua top nhận tiền mặt các mọi người, để em xem cấp độ cao nhất hiện tại là cấp bao nhiêu nha, em đoán là 60 đi. Có người 70 rồi này. Server chốt cấp độ 75. Chắc là mai sẽ chốt đấy. Những anh hùng nào mà đang dẫn đầu top cấp độ thì đa số là ở trên solo. K3 đến 1K7. Đó. Chơi bản cổ nên là nhiều cái nó mini thật. Mọi người có thể thấy là đồng phục, thời trang và kỵ ở Thiên Long Tuổi Thơ là tiên nữ tình duyên và cánh tuyết vũ. Pet chung của server là pet mặc kính miêu. Rất là xinh luôn. Ngoài ra thì anh em biết tới Thiên Long Tuổi Thơ thì mọi người phải ấn tượng cái là đồ chế, à nhầm, đồ phun có thể chế ra, da random giảm có cả giảm kháng luôn. Thêm nữa là có Huyền Vũ Đảo Kính, một map Huyền Vũ Đảo mới và toàn pet sinh thôi. Nhưng mà đó là, gọi là gì? Đó là cái gì đó cho mọi người hướng tới á, tại vì là cấp 75 mọi người mới được trải nghiệm chức năng ấn tượng nhất của game cơ. Đây. Khi tham gia Huyền Vũ Đảo Kính thì người chơi cần có vé. Trên đó thì có rất nhiều pet hiếm luôn. Bình thường thì các pet đó thì mọi người sẽ thấy ở trong shop bán trứng. Nhưng mà lên Huyền Vũ Đảo Kính thì mọi người có thể bắt được pet bảo bà pet trưởng thành luôn nhé. Ơ sao anh Lưu biết vậy? Hello anh Đanh Nhạc. Thế hôm qua nhập rồi nay vẫn xem live mà không được code mới à? Cái này là ở bên game chỉ có một loại code thôi nha anh. Anh thông cảm là vì game cổ á, vậy nên là việc phát hành code nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tốc độ game á. Vậy
Vậy nên là con này là dành cho những ai chơi nhập nhanh. Ơ xong đánh chăng? Em một chưa áp tâm pháp vào nó. Được 596 kinh nghiệm một con. Còn chưa cắn x2 luôn. Trời đất. Ơ em quên anh rồi à? Anh em xin lỗi anh chưa kiểu. Có nhiều người comment không nhớ được hết á. Thế là anh phải chơi với anh em. Hôm nay không có túc cầu cho mọi người. Lịch túc cầu vào tháng 9 thì đã được công bố trên fanpage cho mọi người có thể ghi nhớ rồi đấy ạ. Huyền Vũ đảo kính mình 75 mới lên được thì tính từ pet 75 nhanh. Về cốt livestream thì mọi người có thể xem ở comment hoặc là nếu mà comment hết rồi mọi người inbox fanpage nhé. Cốt livestream sẽ có miên bố cấp 1 và bí ngân cấp 1 mỗi loại 5 chiếc. Có người bán hợp thành phù 100 đến 130 kim kìa. Thì mọi người cứ kiên nhẫn xem á. Có nhiều người họ bán rẻ để được bay sớm á. Nãy đang xem cấp độ cao đúng không nhỉ? 70. Em đoán là đây là tất cả những người nhanh nhất rồi á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 người. 71 chưa có ai. Khi giới hạn mốc cấp 75 thì người chơi đô tốt sẽ không cần phải up. Kiểu phải đầu tư vàng up tâm pháp ấy. Với cả là vàng tại Thiên Long Tuổi Thơ là mọi người sẽ tự kiếm hoàn toàn nha. Tại vì là shop không có bán 15 đóa mai khôi đấy ạ. Tí em la xong ai cho em ké một slot trên á. Tại vì là kiểu cấp 30 này hơi chậm. Hôm qua em đã dặn lòng rồi là 8 giờ là phải vào treo. Mà em la server khác hơn xuyên béo luôn. Vâng, có dùng được một lần mà. Có hứa hẹn gì đâu ạ. À, từ 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 từ. Em nhặt được Lân Mộc Tiễn. Dùng để khuếch trương thuộc tính võ hồn. Hello anh hổ. Sao mà đủ. Lâu không nhận. À đâu, lâu thấy lạ quá. Khiếp, nó còn ngổn ngang chưa có lên hết. Ê, cái quái hộ phù này em chưa lên này. Bản cổ này thực ra là tập thể thôi cũng chưa đủ. Tập cái né nữa. Đó. Rất là nhiều người đã nhập được code livestream nha anh em. Có cả gift code kiểu vĩ hồ nữa. Em kiểu bị tích tiền ấy phải nè. Ok. Dân này đi PK ổn. Là sao dân dân là sao chơi? Check shop Kim Nguyên bảo xem chắc này là mua bộ quần áo. 999 kim một bộ vĩnh viễn. Quá là hời hả? Có rất là nhiều thời trang mới luôn này. Mộ Nhật Yên Ba. Anh em nào mà thích kiểu chiến binh á thì mọi người thử cái bộ Mộ Nhật Yên Ba này nha. Mê luôn á. Thật sự nhiều áo đẹp đôi khi chả biết mua cái gì cơ. Ừ.
Ok. Với những anh em nào mà đam mê Thiên Long bản cổ á, mà mọi người lỡ mất cái giai đoạn open server thì mọi người có thể tham gia vào group Thiên Long tuổi thơ nha. Thì mình có thể lựa chọn phương án là mình mua xác các phái, có nghĩa là một nick mà cũng chưa có đồ gì cả, tuy nhiên thì có một mốc cấp ổn định giống với số đông á. Thì đó, sau đó là mình có thể ung dung lên ngọc, sau đó là mình tham gia các giải đấu sau này thay vì là đua top level khi mà open server. Dàn này của cái điện thoại gõ lung tung, ra đợi sẵn vừa ra ác tặc, PK không cho đi ác tặc. Thôi anh, ai lại làm vậy? Bay lên trước coi. Anh em nào mà không ngại lên cấp sau ấy thì mọi người tham gia server nhớ nhập gift code Lan Tin nha. Dạ anh ơi, chơi trên máy tính nha anh. Để coi nào. Có một điều đặc biệt nữa là server có phòng Discord riêng cho mọi người. Link thì em có ở đâu? Ở trên fanpage có link. Bình thường thì em cũng sẽ vào ấy, tuy nhiên thì hôm nay em muốn tập trung để nói giới thiệu cho mọi người về những cái thông tin đặc biệt của server á. Đa số những anh em nào vào Discord để nói chuyện thì kiểu nếu mà em vào thì mọi người cũng sẽ xem live, kiểu nó sẽ bị lặp tiếng á. Hiện tại trong phòng Discord đã có khá khá anh em vào để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm rồi đấy ạ. Mọi người cứ vào đi đừng ngại, trước lạ sau quen. Mua cái tự nhặt kìa, phèn quá, cứ tiếc tiền thôi, cứ phải nhắc. Cấp nhanh phết. Anh em nào lên cấp nhớ nhận thưởng tăng cấp nha. Lên cấp 40 là sẽ nhận được tàn khuyết thần tiết và lễ hạp đổ tuộc. Oh. Mở theo môn phái. Cái này là lên 40 mới đi quy. Ban đầu là em được thiết kế cho đi quy, nhưng mà bản cổ mà mọi người, mình sẽ phải đấu tranh làm thế nào để đi quy cho nó kịp 30 phút đấy, chứ không phải là kiểu 5-10 phút là xong. Thế tức là ba vòng quy sẽ tầm khoảng hơn tiếng. Thôi, cấp 30 thì cũng chưa được tới mã thần phố á. Vậy nên là em quay xe đi tặng. Xong 9 rưỡi thì ăn boss anh nhỏ. Ủa mà mọi người dàn cấp 30 á, sao mà ăn boss được vậy? Thần kỳ vậy. Ồ. Anh làm đi em coi. Trời. Các anh dân cày toàn làm những điều không thể thành có thể nhở. Oh my god. Em thấy với người đầu tư thì kiểu quan trọng là mọi người thích kiểu game như nào thế á. Nhưng mà với các anh em dân cày thì mọi người cũng có thể xem xét về Thiên Long tuổi thơ nha. Tại vì là em thấy có nhiều cái cày lắm. Ví dụ như là nguyên liệu. Tại vì là server sắp sau này sẽ dùng đồ full, mà đồ đồ full chế á. Mọi người xem live hùng chuối rồi sẽ biết. Thì đồ full cấp 6 hay 7x gì đó sẽ chế được. Sau đó là dòng ra random, sao ra random. Nên là đầu tiên là nguyên liệu chế đồ. Bán đắt hàng thì đừng hỏi luôn. Nhìn ngon kìa. Nhưng mà quả ăn không có nổi. Tiếp đến là
Shop không bán 15 đóa mai khôi. Giá vàng không có một sự niêm yết nào hết. Chỉ có kiếm mới có thôi. Thương nhân ở server thì có điều chỉnh lại một chút, có nghĩa là nếu mà mọi người treo auto thương nhân với các auto thông minh á thì mọi người sẽ nhận được giao tử. Còn kéo tay và tìm một NPC đi remote trong bang thì sẽ nhận được vàng không khóa. Tức là công sức kiếm vàng sẽ nhiều hơn. Anh em dân cày có thể thoải mái định giá nha. Không biết là các danh sách bang hội trong server như thế nào rồi. Mọi người thấy kênh chat rất là nhộn nhịp luôn. Hello anh Mai nha. Hôm qua có một con 1K9 đúng không nhỉ? Xong em còn thấy có người mua thanh tâm 3 củ. Oh my god. Quay lại không có cốt nghe nhạt nhạt. Nhạt phải chịu anh ạ, em phát hết cốt rồi. Mình cần cốt mà cốt livestream hôm qua mình chưa nập thì anh lên fanpage inbox admin nha. Em nghe nói Thiên Long tuổi thơ sẽ có quà rất là hấp dẫn cho những ai có huy hiệu fan cứng. Mọi người chịu khó tương tác nhé. Tương tác bằng cách thả tim các bài viết, comment hoặc là chấm. Đặc biệt là chia sẻ thì ký điểm tương tác sẽ còn tính nhiều hơn đấy ạ. Không nhanh thế. Thì em kể cho mọi người về quá trình chuẩn bị của em khi mà em nhận live server mới nhá. Một là em sẽ lướt hết các bài viết ở fanpage này. Đó. Sau bắt đầu với kinh nghiệm của em thì em phân loại ra thì người chơi sẽ ấn tượng về cái gì nhất của server thì em sẽ nói, em nhắc đi nhắc lại vấn đề đấy. Xong em sẽ còn kiểu nói hay hơn nữa. Sau đó là tham gia vào group này, update giá này. Về phần giá cả thì em thấy là cái đó có lẽ là các anh em thấy quốc vui vẻ á, thì mọi người sẽ quan tâm. Như em nạp thẻ xương xương đấy đã được 27.000 máu rồi thì tung hư dưỡng khí có vẻ là sẽ là không đủ đâu ạ, kể cả cho những cái người ít máu á. Tại vì là cái set đồ tân thủ này cũng lên được khá khá. Chết, đeo nhầm cái giới chỉ này rồi. À, dở hơi không ấy chứ. Giờ em mới để ý. Code live toàn server có bậy. Anh hổ đừng có bịa nhá. Mãi không cứng. Anh cứ bình tĩnh anh. Ấn tượng với làm đẹp à? Dạ. Em đang muốn thử quần nào lắm ấy nhưng mà em sợ kiểu làm trễ cái tốc độ đi áp tặc các em thôi. Nè. Con này nhìn đẹp nhỉ? Xin phép anh tí nha. Oh my god. Trời. Kỳ lân ạ. Rồi, như kiểu mình mua con kỵ rồi á. Đẹp nhờ. Em thấy hiếm server có những cái con kỵ này đấy ạ. Oh my god, đẹp thế. Thời trang bảo thạch thì có bán trực tiếp trong shop ha mọi người. 666 kim. Một viên cấp 4 có nghĩa là mọi người khi mà mua thì có thể khảm trực tiếp vào trong thời trang á. Chắc là em sẽ trích tiền ra em mua một set mới được. Ở Thiên Long tuổi thơ thì có hai loại thời trang khá là đặc biệt, đó là Thiên Sơn Mộ Tuyết và Phong Hỏa Lưu Kim. Được thiết kế dựa theo chủ đề bông tuyết và ngọn lửa.
Rất là chất. Chắc em sẽ dùng cái, chắc là em sẽ dùng cái này. Chọn một bộ thời trang. Vân Thiển. Các anh em chơi nick nam thì thử bộ bộ Nhật Yên Ba nha. Đẹp cực, chỗ nhìn ngon, mở lem kinh lên được ý. Bà hen cái quán này. Để em bảo anh. Hỏi anh ấy đang kéo ác tặc chắc là cũng không rảnh lắm. Chào Nguyễn Ngọc Khánh nha, nhóm mua bán em có ghi ở trên caption đấy ạ. Hello anh Vũ Cá Con nha, server lock được hai nick và cũng sương sương anh ạ. Chờ em đếm nhá, chắc là phải đếm nhanh lắm á, tại vì là hôm qua em nghe nó đã đông lắm rồi. Trời đất. May mà không chết. 100 nick này. Hai trăm này. Ba trăm. Bốn trăm. Em đang đếm số account đang online trong server nha mọi người. Năm trăm. Thôi mệt quá. Sáu trăm. Hơn 600 nick đang online ạ. Có một cái đặc biệt nữa là ở Thiên Long tuổi thơ là có mệt mỏi nha mọi người. Mọi người nhớ mệt mỏi là cái gì không ạ? Là reset giờ đó. Khi mà nhân vật không nhận được kinh nghiệm hoặc là bị chia kinh nghiệm ra thì mọi người lên reset giờ ở trên website nha. Anh tham gia cho vui anh ơi. Đông mà. Em á, em cấp 30 thì top. Em mạnh dạn đoán là top 500 bao nhiêu ấy. Ok không anh? Anh nhìn mèo đứng một dàn yêu nhỉ. Nãy em đang ngồi em đếm á. Mệt mỏi là đi ngủ. Hello Nhật nha, Ái Linh lên tầng 7 là chặt chân. Anh Phạm Đình Lưu là bot toàn cõi các server. Ủa? Thế em đã gặp anh ở server nào dưới cái tên nào rồi nhỉ? Lên tầng 7 được gãy chân rồi má ơi. Đang cấp 30 nè. Nhật có đang on top không? Lãm. Ồ, đẹp. Nhưng mà ác nữ dùng cái ngọc thời trang lửa này. Game này phải game bắn súng không ác. Kiếm được cái súng trong game này khó. Có bắn nhau nhưng không cầm súng được không? Dạ ok anh. Có bắn trưởng ấy. Có con ạc quái lão đâu ra anh dân cày mà tốc ngoài năm chuẩn của nó. Ạc quái lão à, ớn đánh 10 phút một con chơi luôn kìa. Nick kia đang đứng kìa.
rớt luôn đấy kìa anh. Nhìn đàn mèo chán chưa? Ôi xinh mà anh, nhìn ngầu lắm mà nhìn nó kiểu nó cũng nó lấy đuôi nó đập đập đầu chứ. Cưng xỉu. Mèo xịn nè. Trời, chết. Cắn cốt đan cao cấp và đâu ba loại cắn cốt đan cũng như là kỹ năng pet sơ cấp đến cao cấp có được có đáng chăm sóc mọi người. Ở bản cổ ở trên solo là chân ái luôn á. Thích quá. Hello anh Ngọc Thiện nha, sao không dùng cửu vĩ hồ? Bữa test em không chơi này, em không có cốt á. Ban đầu thì game tưởng liên quân, game này fake liên quân, nhái liên quân. Nhận mua sơ cấp số lượng lớn. Bét cùi bán cái gì? 2k2 nhanh nhẹn. Ở bản này thì pet nhanh nhẹn lên ngôi nhỉ. Anh xu anh vào bang nào để em vào ké. Cứ thấy tên boss là phải ké. Trên solo phải có gian cover chứ em ơi, một mình sao đủ sát thương. Vậy hả? Ai biết đâu. Đi đâu? Rớt ác tặc à? Mèo mà như con giun ấy nhỉ, nó cứ tấn mẹo ấy. Rồi chết rồi. On stream mà rớt ác tặc. Hi. Đó. Khi mà chơi bản cổ mọi người sẽ có trải nghiệm là kiểu người chơi sẽ có nhiều thời gian để tâm tình với nhau hơn, tại đánh mãi quái không chết, boss không chết á. 2k4 pet là mắc. Em chả biết. Không mù tịt thì pet luôn. Minh giáo cầm kiếm đánh nhìn lạ nhỉ. Ai à? Em gội đầu chưa, đầu hơi bết, toát mồ hôi đấy anh ạ. Chứ lúc nãy nó cũng tơi mà. Bên này tơi, bên này bết này. Tại vì mồ hôi nó chảy ở bên này, khổ lắm. Cảm ơn anh. Anh này lên cấp bao nhiêu chuối? Cấp 42. Quit dead. Mọi người chơi game thì mọi người nhớ để ý vào bang nhé. Vào bang thì kiểu chơi nó sẽ vui hơn, rồi có kiểu mọi người giúp nhau này nọ. Kiểu bị cướp boss các thứ thì gọi hội ra. Donate link nào để đầu được biết. Ôi trời ơi, donate kìa anh. Khổ lắm cơ, không có tiền mua dầu gội đấy. Chiêu quân đi đánh cho lẹ. Ha. Một PC hai nick nhanh Dương. Bạn này chơi pet ngon mà, em chả biết gì về pet. Giờ 9h30 là có bot gì nhỉ? Mọi người ấn vào cái đồng hồ này để xem các sự kiện này. Tối trên xuyên lục địa hem. Ta xin lục địa nhỉ, tại vì tối tối thường hay treo ấy. Đầu game mình dùng set Yến Huyền Ngọc ngon, 20 kim một viên. Ừ, cũng được, giá cả phải chăng nhỉ. Em là kém anh 10 cấp lận.
Nay không có thúc cầu mà. PM chế bớt ạ. Ở đây là cũng đánh dấu tên các phép. Em cũng hóng ngày được lên Huyền Vũ Đảo Kính á. Nhà phát hành cũng đáo để lắm cơ, kiểu cho thấy đầu tiên xong nhìn kiểu mê luôn á, xong biết biết tin buồn là 75 mới lên được, lại phải dáng mới lên cấp lẹ lẹ. Chứ bình thường em làm việc hay em chơi á, em thường để kiểu mình sẽ nằm ở mức cấp cầm tầm khoảng bằng 80% người đứng top. Tại vì em không nhu cầu đến cấp cao ấy. Nhưng mà giờ phải cố thôi để lên được cái map đây. Hello anh Thông nha, unbox kính hồ. Boss kính hồ ở đây là phải, oh my god, đừng có đánh nhầm con mèo kia nha, con mèo kia nó cắn chết á. Team em cấp 34 mà ăn con cóc 53, thật là điên rồi. Nhưng mà kiểu có tiêu dao em không dám chịu quân. Kim Nguyên Bảo trong bảng này là 100k, vào ngày thường anh sẽ nhận được 1.333 kim. Hiện tại đang có khuyến mại 20% thì mình nhận được 1.600 kim nha anh. Ngọc 2 chỉ bán với giá 50 kim thôi. Đó, có nghĩa là mình làm 100 ngàn mình tiêu thả láng luôn đó. Các mọi người xem qua shop Kim Nguyên Bảo. Trong Xuân Thành Bách Hoa thì chỉ có bán 999 đóa hoa hồng để anh em đổi danh hiệu tình thánh thôi. Còn không có bán 15 đóa mai khôi. Thời trang mới nhất, thời trang bảo thạch cũng mới. Kỵ thú cũng rất là ấn tượng. Ngoài ra thì còn có tiệm thông bảo, bán một số đạo cụ, vật phẩm. Tất cả những vật phẩm này đều cố định và thông bảo sẽ được kiếm qua quá trình mọi người đi phụ bản bán boss. Bạn này đứng 496989. Không có ai đứng chung chán lắm anh. Thì kiểu ôi nhưng mà em muốn nên để chết 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 chết. Chung với thương ăn pet chắc nó chết đấy. Bye. Con này đỏ nhở, 30 huyết. Bản này thì mình cần phải chịu khó mang thư tiến cử ra để học kỹ năng sơ cấp ở các gì, các NPC ở đại lý nha mọi người. Không bán 15 đóa mai khô lấy đâu ra vàng. Cốt ban đầu sẽ hỗ trợ 100 giao tử nhanh, sau bắt đầu mình còn thưởng thăng cấp nữa đó. Hiện tại em có 175 giao tử để tiêu, còn vàng và không khóa thì mình cần phải chạy thương nhân hoặc là làm quy map nha anh, đi thủy lao nữa. Tính lớp bang mà sợ oánh nên không vào. Em chào anh Quân Anh nha. Đây một dàn nữa ra giúp. Trời, 3x unbox 5x. Tiếng hơi to đúng không nhỉ? Xèo xèo nghe mệt ghê cơ. Cái chuyện khi mà mọi người sở hữu một cái nick mà thông số bình thường đấy thì từng việc ví dụ như là đi phụ bản này rồi unbox thành công thì nó cũng sẽ vui hơn một tí, tại vì là kiểu nó không quá đơn giản mà mình phải tập trung á. Mọi người hãy để ý cái tên Tiểu Su nha, gây náo loạn thiên hạ. Thế mà em thấy là cũng có nhiều người để ý rồi, chắc phải em.
Anh em nào muốn xây dựng thế lực thì hãy mau mời idol Tiểu Su. Hiểu tại sao anh hết vàng chưa? À, cắn máu. Cắn máu liên tục. Hiểu. Ai muốn làm thế lực thì hãy mời các boss vào server. Hello anh Quang Vũ. Đây là bên server mới đó anh. Ăn được nha anh, vẫn đang rất là ổn nha. Từ 2010 đến giờ không chơi rồi. Anh có thể xem cho vui hoặc là thậm chí chơi lại cũng được nha anh. Với cả là mọi người chú ý một cái nhá. Nếu mà kiểu anh em mà lâu rồi không chơi những cái game mà nó gắn liền với nhiệm vụ ấy, thì Thiên Long Tuổi Thơ nhiệm vụ làm sẽ được gấp 3 kinh nghiệm so với đi train. Vậy nên là mình có thể làm quy vừa là để có nhiều kinh nghiệm hơn này, vừa là để có nhiều vàng này. Ngoài ra thì mình lên 5x á, thì mình nhớ qua Châu Thiên Sư tại gần quảng trường Lạc Dương á, mình làm nhiệm vụ đổi một cái áo gọi là Thôi Sáng Chi Y mà khá là ổn. Ngon luôn ấy. Xong còn được tặng ngọc nữa. Đang bay trên đầu em đó. Anh ra giúp à? Kéo ra này. Uầy, anh có 3 máy cơ à? Xịn nhỉ. Boss Minh Giáo một thời 4 6x. Gì chứ? Để mà so sánh các kiểu like thì em thấy là đàn cổ nó vẫn gợi nhớ lại quá khứ nhiều hơn, tại vì là kiểu mấy game nó chậm á, nhìn trông nó giản dị. Nó giống như xưa hơn. Chiêu quân mất x2, bên kia chiêu quân. 7 tiêu dao lận. Trời ơi, con mèo kia mà đánh nhầm nó là tới công chuyện đó mọi người. Anh em huynh đệ đó, con mèo này là nó chói đến chết luôn á, trước em sợ cực, kiểu lỡ đánh vào nó là phải dí cái tàng hình liên tục á, chỉ có phải 0,5 giây để sống sót thôi. Anh em nào mà muốn ôn lại kỷ niệm những thời FPT thì mọi người có thể tham khảo Thiên Long Tuổi Thơ nha, server mới open một ngày thôi. Em nhặt được 100 thông bảo thiên thang cường hóa tinh hoa, lam bảo thạch cấp 1 và một sơ cấp bảo thạch hợp thành phù. Ui, thông bảo nhìn đẹp nhỉ, hình ảnh đẹp. Em đã live khá nhiều server rồi nhưng mà kiểu không phải nịnh đâu ấy, Thiên Long Tuổi Thơ có một kịch bản khá là ấn tượng luôn, hình ảnh game cũng khá là trau chuốt, có những cái hình ảnh rồi thì trên cái map này đánh dấu các vị trí pet nhìn trông khá là trau chuốt nha. Kịch bản chế độ full thì em nghe lần đầu luôn, không đụng hàng. Thêm nữa là có map Huyền Vũ Đảo Kính. Ở trên đó thì có những con pet mà những server khác chỉ bán trong shop thôi, nhưng mà ở đây thì chúng nó đứng ở map trong kiểu cho mọi người kiểu lựa từng đứa một đi. Chỉ với 99 kim một vé để lên Huyền Vũ Đảo Kính, mọi người có thể bán, mọi người có thể mấy cặp cũng được. Đó, mấy cặp pet cũng được. Đây, ăn boss cháy luôn. À em chỉ con mèo vô địch phi thiên miêu á. Nó đi qua, nó lượn lượn qua thôi. Bây giờ là 49 phút. Còn con nào nữa không nhỉ? Trời, em soi anh Vũ nào. Hello anh. Khảm băng vào nhìn sáng ấy nhỉ. Trước em chơi FPT em hay để ý xem là thợ vũ khí của ai sáng thì em sẽ PT người đó vào team. Nhìn uy tín. Thần khí của em thì là một tím, tại vì khảm nội nội công slot 1. Đó. Ghê. Em có một thắc mắc là ở ở bản cổ á, thì cái việc lên ngọc phải tính toán kỹ một chút á. Bản này thì mọi người có thể thử chơi võ đăng trí nha, em thấy ngon lành đấy. Thì nếu mà mình có thể chọn một loại ngọc công thôi thì lên thuộc tính hay là lên nội lực sẽ được nhiều hơn.
Không tính kháng nha, tính điều kiện là lý tưởng. Ê, à ok, em thấy rồi. Ờ chết chết chết, có mấy cấp anh chưa được học chưa nên em cấp ạ. Ok. Nãy em đang mải nói có 10 tranh 10 10 cấp đúng không? Server có nhiều pet mới lắm nha mọi người. Con cửu vĩ hồ này là bạn cấp 75. Cửu vĩ hồ sẽ có mặt ở trên Huyền Vũ đảo kính nha anh em. Nội 4 thể 4 là được rồi, nội ngon hơn đúng không ạ? Nhưng mà 4 thì để em suy nghĩ đã. Cảm ơn anh Thống và anh Hiếu Vũ đã theo dõi hội phát khí nha. Game cổ lúc nào cũng thế nha, mình sẽ phải trải qua thời gian gian khổ một chút, sau đó là đủ lông đủ cánh rồi thì bắt đầu đi các phụ bản, ăn boss. Bản cổ này là kéo nhau đi yến tử ô là vui nhất. Một ngàn cân treo sợi tóc luôn. Kẹp 2 PT ăn boss nha. Ngay bây giờ lên huyền nhiều nhỉ. Trước em nghe nói cái gì nhỉ? Ngami băng. Tỷ lệ gia tăng sát thương cao hơn. Nhưng mà Ngami huyền thì dùng chiêu chiêu quân á, đánh ra đau hơn. Trước đây em cũng nghĩ là Ngami băng là bá nhất đấy. Nhưng mà sau khi mà chơi các server test á, mình làm một nick chuẩn, hai nick cân bằng, không khác nhau bao nhiêu, thì em Ngami băng thua Ngami huyền sấp mặt luôn. Lúc nãy anh chế ra cái uyển võ đang 6x mà nó cho hoạt động. Khổ tận cam lai. Chế độ mọi người thử rồi thì chỉ cần có nguyên liệu với cả đà tạo đồ thôi là được đúng không? Em đã chế thử, nghe vui phết. Server thì có nhiều loại nguyên liệu á, trong đó là có Chí Tôn Bí Ngân và Chí Tôn Miên Bố. Vật phẩm này thì sẽ chế ra được trang bị từ 5 sao đến 6 sao. Đấy gì chế độ thế? Ở trong cốt livestream á. Được không nhỉ? Chế được không? Tên băng thì sát thương to nhưng Nami không đánh mấy đúng không anh? Em mà chơi Ngami thì em chỉ lên full ngọc thủ thôi. Tiết kiệm. Đây. Nãy em bảo con quỷ này. Trời ơi, nó ghê gớm. Thôi cho em ké nốt đoạn đường. Ok. Từ từ, về xem chế độ không đã. Đó, mọi người chơi trong server mà ghép team đấy. Mình vào Discord mình làm quen nói chuyện, mình chọn bang nữa. Bắt đầu cùng cày cuốc, nhận được gì vừa đập vào nick vừa bán, vui mà. Hiện tại mình chịu khó đi ác bá với cả thương sơn. Bí tích đang được giá. Em chào anh sói cô đơn nha, một PC 2 cao nha anh, một PC 2 cao mà hơn 600 nick, nhiều nhỉ. Hiện tại em check được có được hơn 600 nick online. Đông lắm luôn này. Mình xem kênh thế giới nó nhảy liên tục nhé. BB anh. Em out team xong thì em sẽ
đi kéo cái nick của em làm nhiệm vụ tiếp. Em có một nick tên là Hứa Khải, tên idol. Mình sẽ ra chữ chế tạo để học cách chế đồ. Anh thích ghép với em chứ không thích ghép team được không? Lại miễn ái linh. Miễn ái linh là sao ta? Cái tên này em thấy là nhiều server lắm luôn á. Miễn á linh. Á linh là sao ta? Tên lạ. Em thì kiểu thoát ẩn thoát hiện á. Ghép với em chi đâu. Linh bèo. Nhiều linh nhỉ. Chế được không ta? Chế được nè. Đồ sói không biết bao giờ mới chế được đâu. Mọi người nghĩ là em nên chế cái gì? Có 10 cơ hội chế đồ. Ê, em xem tiểu su phái nào. 60, 70. Ủa sao mọi người còn ốp bất nhỉ? Các bóp chọn phái nào hiện ta? Mọi người đang dừng ở cấp 40 khá là nhiều. 4x. Chế cái gì bây giờ? Chế cái gì mà có cơ hội bán được ấy? Mặc dù... À đâu không? Bán sao được ta? Mình dùng cái gì mình chế cái đó. À, chắc là em sẽ ở lại cái múc cấp 6x khá là lâu. Chế 6x hay 7x ta? Chế cho đủ bộ đi em. Có đồ 4x không? Mình có đâu. Ở chiều phố. Tốt 6x. Em ngày trước em cũng không kiểu phái gì dùng đồ đấy đâu. Đây là full nhặt được này. Full chế thì nó sẽ có nhiều dòng phong phú hơn. Full Ngami không có thể nha. Thì hello anh Phụng. Ê chứ. Anh inbox fanpage nha anh, em thì em không có code đó. Tám biết làm chủ 88. Chưa mở giới hạn tám biết nữa luôn anh. Anh ngâm mưu xa thế. Ai vậy? Đi đâu vậy? Em chả biết dòng nó như nào luôn, cứ chế nhá. Tại vì em nghĩ là nó không ra ngon sớm đâu. Đây, Ngami chơi băng nó ra đồ như thế này nè. Chế có thể hên xui mà, làm gì có giống ngày xưa đâu, đúng không? Đây là đồ 5 sao, 6 sao. Nó chỉ cần là nội là được nhở. Những cái dòng thuộc tính mở rộng thì mọi người xem ở trên fanpage nhé. Cần mua ác ô kép 6 tiếng. Thua luôn. Ai có bán cho anh Hùng kìa. Đơ luôn ạ. Thua đã tạo đồ rồi đã. Em sẽ chế đồ 6x. Y phục mạo tử. Chế thử nhé. Y phục. Bớt sao? Ấy. Sao cái này chỉ có đồ đấy thôi vậy? Như trò đùa vậy á. Tự dưng mất kim mình bảo. Có 3 kim một cái mà tiếc. Giới hạn cấp chưa mở nên là chỉ có cái này thôi. Thế thì em chế Ngami đi.
Cô chê cả cái luôn này. Ngày trước là Ngami hay dùng. Ơ cái này lại có 6. Mọi tử. Trước em hay dùng đồ của Tinh Túc. Đây mình đang chế của Ngami đúng không? Hạc ảnh. Chế thử xem nó ra cái gì. Không còn giám định. Lại mất tiền. 1 sao. 5 sao. Kháng huyền tất cả thuộc tính nhưng mà không có thể. Cái gì nhỉ? Đây mọi người. Chơi trong Thiên Long tuổi thơ mình sẽ chế đồ đồ phun nhỉ. Thì kỳ quá à. Chế tiếp cuốn ấy. Chế một phát được luôn mà không cần phải giám định. Quá tiện. Chế đồ 6x thôi. Vui phết. Phiêu tuyết. Sao 3 sao đây có cả dòng giảm kháng mới chết chứ. Nếu mà mình kiểu gom được cỡ mấy chục giảm kháng thì đánh quái nó cũng mạnh hơn á. 4 sao. Có băng công này, hay dùng được ấy nhưng mà không có thể. Em chỉ muốn có thể thôi tại vì cho nó cứng á. Ra đồ Sukuna làm. Anh An Nhiên ơi thì ở server này là đặc biệt nha, anh chế đồ full. Dòng ra random có giảm kháng các thứ nhìn vui thật sự nè. Đó xong sao cũng random, 1 sao mà chết chứ. Em chào anh Hoàng Ân nha. Em tạm thế nha mọi người, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem live của em. Sang tuần này em sẽ live nhiều hơn, mong mọi người xem live và ủng hộ em nha. Chào mọi người, chúc mọi người có những phút giây vui vẻ tại Thiên Long tuổi thơ nha. Muốn có thể làm bao cát đúng không? Số Ngami khổ lắm anh ạ, chỉ làm bao cát cho người ta đập thôi. Cái này là gì? Vài bông một ở đâu? Bí ngân một ra đây à? Thường thôi, thì đúng mà. Cái cấp độ của nguyên liệu chế đồ nó cũng nói lên được nhiều điều. Như kiểu 2 sao để chế min là 2 sao. Chiếc đồ này như nhặt rồi lại chế được đúng không anh? Nhặt thì nó sẽ dừng ở 3 hay 4 sao gì đó. Mà chế nó sẽ ra được nháy nháy như này này. Ôi bye bye mọi người nha, em đói quá. Mệt rồi.